kênh Sài Gòn Đi Thường chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Hôm nay mình chạy bộ ở quanh Nha Trang, một cái giải chào mừng Nha Trang được 100 năm nha mọi người. Buổi sáng ở khu dọc bãi biển Nha Trang cực kỳ đẹp luôn em ơi, yên tĩnh yên bình. Nha Trang là cũng là một giải đất thuộc miền Trung của Việt Nam, có một cái bờ biển dài nếu đây 21 km, xanh tươi nha anh em, xanh tươi. Rất là xanh và tươi. Giờ hiện tại đang rất là xanh, đang rất xanh và tươi. Em xin mời các anh chị và quý mình nhất ạ. Ủa sao con mình ăn vậy? Quay đầu. Đã quay đầu. Cố lên. Quá đẹp luôn. Xuất sắc luôn. Chụp cho tao mấy ảnh rồi bắt người ta vô. Đây. Sắc quá em ơi. Ui. Cố lên. Tôi đây. Nãy giờ là chạy rất chậm chạy để chờ anh ấy lại ơi. Ừ.
Hay quá anh em ơi. Vẫn đang chạy đàng hoàng nha mọi người, vẫn đang chạy rất là chiến đấu nha. Anh Hiếu vẫn đang chiến đấu hết với mọi sức lực nha. Ta có chiến lược hết trơn. Ôi trời, cái gì pha quay ngược nắng đẹp. Mật viết lại cá lưỡi ở cá dẹp lép đó, cá hố, cá hố à, cá hố, 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 hố anh gọi là cá hố. Ok, đi. Đây. Ồ, làng chài nha mọi người. Ồ, đã quá nè. Cá làng chài lên nè. Rồi, hay quá. Mực á. Rồi, đảo ha. Ồ, rồi, đảo quá trời nè. Luôn em đang chạy ở Nha Trang, chạy qua ngang một cái làng chài nha, chạy ngang cái làng chài Ưu Đảo nè, cái nhung nè, tôm tôm ơi, cá quá trời đã. Ôi, kia là nguyên cả một cái ghe chài của mình, đồ ốc đồ đảo quá trời, ngang chạy ngang một cái làng chài đảo nè mọi người. Ôi, dễ con ô cúm tôm thẻ má rồi kìa. Ồ, hết trời, cá heo rồi kìa, cá hường, ờ cá hường thư tôm đất. Ồ, đâu ngon tôm đất ha, ngon hết trời, mực ngồi quá trời luôn. Ui cái lạc, ui trời đảo đảo mọi người, quá trời đảo mọi người. Ở cái khu này là cái khu làng chài á, cái khu làng chài của ghe, mà ghe này là ghe nhỏ như ngày xưa. Dưới quê em ghe này là người ta chỉ đi ra có khoảng vài tiếng thôi, à đúng rồi, hoặc là sáng đi chiều về rồi, đúng rồi. Chứ ghe này người ta đánh bắt không có xa bờ, gần ngoài đó, gần ngoài mấy cái đảo ngoài đó đó là các bạn quanh đây ha. Cái vịnh này nó yên lắm nha mọi người, đẹp quá, cá nhiều. Sáng đi thì không thấy, nhưng mà quành về thì ghe nó vô cho nên thấy, hiểu hả? Thông báo với anh em CEO Dinner là hai anh em cũng còn có 5 km là về tới nhà rồi. Thực ra là cũng xanh và tươi lắm. Còn xanh và tươi lắm, cũng được lắm nha anh em ơi.
không đến nỗi nào đâu. Yên tâm không đến nỗi nào. Còn nhiều dịp nữa. À đó. Để thể hiện. Đấy. Anh em phải chờ đấy nha. Anh em phải chờ đấy sự trở lại của anh Hiếu. Sự trở lại nha. Sự để lại. Sự để lại là càng ngày càng mạnh mẽ trên đường đua nha. Trên đường chạy. Yeah. Tối đa là 20 km một giờ nhé anh em nha. Bây giờ đang chuẩn bị chạy về đích nha. Hey.